Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con gái cưng của Mạc Văn Khoa diện đồ sành điệu nhưng ngồi chốt đơn búng đậu khiến ai cũng bật cười. Vợ chồng Mạc Văn Khoa đã có cách miêu tả con gái rất hài hước mới đây trang fanpage mà vợ chồng mạc văn khoa lập riêng cho con gái Minnie đã đăng tải loạt ảnh cực yêu của nhóc tì Minnie được mẹ diện cho bộ đồ rất sành điệu với áo dây quần đùi dây thể thao cùng phụ kiện là chiếc băng đô bạn lớn cực nổi bật nhóc tì đang chăm chú ngồi xem điện thoại nhưng bố mẹ lại nói rằng cô bé ngồi chốt đơn búng đậu khiến mọi người bật cười con gái mạc văn khoa càng lớn càng xinh xắn được mẹ diện cho bộ đồ sành điệu không kém người lớn mini ngồi chăm chú xem điện thoại mà như đang chốt đơn bún đậu mặc dù trước đây mini chào đời là sinh non và từng bị chê bai ngoại hình nhưng hiện tại cô bé đã lớn khôn khỏe mạnh và ngày càng xinh xắn hơn mạc văn khoa và bà xã phi bumbe cũng rất cân chiều con gái hai vợ chồng mạc văn khoa thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con lên mạng xã hội đặc biệt là bà xã của nam diễn viên rất chăm chút cho ngoại hình của tiểu công chúa từ quần áo, váy vóc đến phụ kiện băng đô nơ đều được cô chuẩn bị không thiếu thứ gì. Con gái Mạc Văn Khoa diện váy công chúa xinh như thiên thần nhìn mà tan chảy. Mới đây trên trang cá nhân, bà xã Mạc Văn Khoa cũng tiếp tục cập nhật hình ảnh mới của nhóc ti mini. Trong ảnh cô hai búng đậu mặc chiếc váy công chúa màu trắng lộng lẫy, trên đầu còn đeo một chiếc nơ bản to cực xinh. Cô công chúa nhỏ rất chăm chú ngồi ngoan ngoãn để chụp hình bức ảnh vi bumbe đăng tải trên trang cá nhân Minnie cực kỳ tập trung vào chuyên môn biểu cảm nghiêm túc nhưng vẫn cực xinh. tuy vậy khán giả vẫn phì cười bởi mái tóc dựng ngược mang thương hiệu riêng của cô nhóc dù mẹ vi bumbe đã cẩn thận cai chiếc bơm nhưng tóc gió thoi bay vẫn đâu vào đấy không hề thay đổi dù cho cô công chúa nhỏ nhà Mạc Văn Khoa có biểu cảm hài hước ngay nghiêm túc, thì vẫn mang nét đáng yêu đặc biệt. Bởi vậy trong suốt quá trình trưởng thành, con gái cưng của Mạc Văn Khoa luôn nhận được niềm yêu thích và sự ủng hộ của tất cả khán giả. Mới hơn 10 tháng tuổi nhưng mini nhà Mạc Văn Khoa và Vi Bumbe đã biết khá nhiều thứ, từ cách thể hiện tình cảm với bố mẹ cho tới việc nhắc nhở người lớn khi mình muốn làm điều gì đó như đi ngủ, tập bơi và ăn uống. Nhóc ti nhà nam diễn viên hài cũng là một trong những em bé có nhiều biểu cảm dễ thương, thú vị được cộng đồng mạng cực kỳ yêu thích. Bà xã Mạc Văn Khoa cũng tiết lộ khoảnh khắc cực yêu của con gái cưng Minnie. Chẳng là khi đã buồn ngủ và muốn mẹ ngủ cùng mình, Minnie liền ôm lấy chân mẹ và nằm xuống làm nũng, lại còn hát hơ hơ để nhắc mẹ đến giờ. Biểu cảm lúc buồn ngủ của Minnie khiến các cô chú khi nhìn đều cảm thấy vừa đáng yêu vừa bật cười. Mạc Văn Khoa lúc nào ở nhà cũng quấn quýt bên con gái, tự tay nấu cháo đút cho con ăn, chơi với con. Nam diễn viên đích thị là thành viên hội cùng con chứ đâu. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.